Sân vận động Mỹ Đình tường thuật trực tiếp. Từ Bi Quán rất đẹp. Bầu trời rất trong xanh. Thank you.
kết thúc. Có vẻ như nó kết thúc. Vào nhân dịp năm mới 2021, ta sân đầm vận động Mỹ Đình. Xin chào hết. Chúc cả nhà năm mới bình an, một năm không còn dịch bệnh Covid và các dịch bệnh khác. Thiên tai nhân họa sẽ được tiêu trừ. Gì được rồi. Chúc cả nhà một năm mới vui vẻ, gia đình bình an hạnh phúc, cuộc sống sung túc, thoát khỏi mát nạ của thế gian. Mong giải ngộ và giải thoát, tùy được rồi.